bạn hào hứng, mong chờ để được trải nghiệm go-kart tại trường đua Đại Nam. Nhưng sự thật là... Ôi trời ơi! Những điều cần biết trước khi điều khiển go-kart tại Đại Nam. Check! Điều đầu tiên, hạn chế đau tay. Có gì gì anh? Thôi em ơi, cho anh vô luôn đi. Cái xe này nó rung khủng khiếp, em chạy không được nữa đâu. Nani? Các bạn ơi, sở dĩ các bạn bị đau tay, đau hông khi chơi go-kart là do xe thiết kế không có trợ lực hay là giảm sốc. Các bạn sẽ cảm nhận được 100% ma sát của bánh xe với mặt đường. Và cách đơn giản để khắc phục tình trạng này là gì? Đơn giản là các bạn chỉ cần tăng tốc độ lên một chút, không những sẽ giúp các bạn không bị đau tay mà còn giúp các bạn qua cơn mượt mà hơn đó. Rồi sống cho em, cho anh vô được chưa? Điều thứ hai, qua cua an toàn. Để có một khúc cua mượt mà.